Ok, hello và xin chào mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira của mình. Và chào mọi người đã đến với một video nữa về Mini World Blockout. Ok, hôm nay chúng ta sẽ có một kèo 50 tỷ với anh Siro một đêm thác loạn tại Bapsaya. Thì hôm nay có mời được anh Siro về đây chơi chung chai dầu ăn 2 lít thì được Timmy tài trợ. Và Quang là người chứng kiến theo dõi cái vụ mất xin lịch sử này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn trời của anh Siro nha. Hello, xin chào mọi người, những người đã quen, những người đã sắp quen và những người không bao giờ quen thì chào mừng. Đó, mình còn là tôi mọi người đang nhận đây. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con map bắt cua khó nhất thế giới của bạn nước nè, chơi không? Không mà sao đi gì tôi quên rồi, tí nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn. Thì cái map này nghe Hùng nói cũng khó lắm. Nên là nó chạy mình vô gọi là làm một cái kèo gọi là thác loạn đó. Đúng rồi, cái kèo chơi đồ ăn với anh Siro nha. Đó. À thì Timmy là tài trợ nha các bạn. À thì lần trước thì mình có chơi cái này nhưng mà mình chơi tại đường trên PE. Rồi có nhiều bạn comment bảo là anh chơi nhầm đường trên PE rồi, lần này mình sẽ chơi đường trên PC cùng với Siro luôn cho nó vừa có tinh thần, nó lại còn vừa có sự thích. Anh ơi đâu rồi? Đi thang máy này. Lẹ lên. Ủa? Từ từ để anh cho mọi người coi cái này nhé. Đúng rồi. Ok thì đi ra ngắm chữ nào. Cái này là Hùng. Map này là Hùng, nó bảo mình là bên đây là cái map bạn này bạn sẽ riêng cho mình, có cái chữ Siro bên đây này. Đó ta. Đúng rồi. À thấy cái chữ Siro rồi. Đẹp quá trời luôn. Nó sẽ riêng cho mình. Đây. Ok, đây. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Siro này. Đây này, bạn ra đây này, chữ Siro to cực kỳ luôn này. Đẹp chưa? Ôi ơi, nó ra cái hồ lắm à. Cái đầu. Mà. Mày ngồi đi, mày nhìn cái chữ đầu xanh. Bên này còn cái chữ AI nữa mà. Anh biết làm đúng không? Làm nhơ mà. Đâu nhỉ? Núp. Có thêm vào chữ núp này. Chắc là núp và pro á. Tên bằng đấy, núp AI á. À thế à, nó là tên là núp nè chơi hôm mà nhỉ. À núp ai gì trời. Ai hi là cười á ba. À tên của thanh niên này. Không, anh vẫn mắc ở cái đoạn này. Bạn này hồi cái map trước bạn ghi là bản tên là Đinh Hà Gia Bảo. À. Mà map này bạn ghi bản tên là Đinh Hà Gia Bảo Thôi. Anh đã biết bạn này tên Thôi hay tên Bảo nữa. Đinh Hà Gia Bảo Thôi, tên là Thôi đó anh. Tên là Thôi. Chắc có người gọi bạn nó Đinh Hà Gia Bảo cái gì đó nữa rồi. Đinh Hà Gia Bảo Thôi. Đinh Hà Gia Bảo Thôi. Tên là Đinh Hà Gia Bảo Thôi nha các bạn. Đây ID nha, 14659962 nha. Ok, anh em ra thang máy đi thôi. Đâu nhỉ? Hai ông bà kia, ra thang máy này. Đi thang máy đi. Đỡ phải đi thang bộ. Ra đây. Đấy, có hai giường để mình với Siro nằm, còn đâu là hai ông bà kia là bấm nút thôi. Ê, đó rồi. Đó là, chào thang bộ nha bà. Không qua nè. Chào phải cứ chào thang bộ luyện cơ tay. Ở trong này thì có đồ ăn đó là bánh mì lúa mạch và gà thì mình sẽ ra đi cùng anh Siro là hóng cầm gà. Phải hóng cầm gà. Phải nhảy bằng bánh mì lúa mạch luôn. Còn hai ông bà kia cầm gà cũng được. À đây nó có ghi PE và PC mà mình nhảy nhầm đường PE, sorry các bạn nha. Ok, để chúng ta. Ê, nhảy chung với nhau thì nhảy từng người thôi đó hả? Đúng rồi. Để em đi trước trò. Để em mở màn. Cái kèo này để em. Kèo mở màn chết này để em. Rồi ok, giờ sẽ lên đây. Thì lần này mình có ăn không ăn gà nên mình không ăn gian được. Chết rồi. Bây giờ là mình ăn gà là mình sẽ nhảy một phát đến lên trên cái tường này luôn, nhưng mà con gian thì phải nhảy lên thang thôi. Lỡ dưới đất rồi nè. Ok, cái này thì giờ xuống đất rồi thì leo lên lại thôi đó hả? Đúng rồi, không phải đâu. Bà đi tìm chỗ nào lava bà nhảy vô là được mà. Không, nhảy xuống này không chờ kìa. Ok, nhảy tới này xong rồi là đi nha, phải đi chéo rồi bà, xong rồi đi chéo. Họ bảo là đi chéo. Đúng rồi, cái này em có nhảy qua một lần rồi nhưng mà chưa nhảy được hết, tại vì là nhảy đấy nó khó quá, thế là mình đi nhầm đường PE luôn. Đây. Ui, xem tí nữa. Tại tại vì các bạn biết không, mình nhảy đến cái chỗ mê cung thì mình bị mình không biết đi đường nào, lỗi. Đi tất cả các cái cửa, ôi đậu xanh chết rồi. Mình đi tất cả các cái cửa thì đều không có cửa nào đều ra được cả, thế là mình phải chơi kiểu ăn gian ấy. Bạn ấy xây map bị lỗi nên là mình phải chơi kiểu ăn gian. Mà mình không biết, nhưng mà anh Siro sau khi anh ấy có dùng dầu ăn. Anh Siro chết rồi, nhìn rơi đáng yêu quá. Rồi. Anh Siro có dùng dầu ăn thông não mình một tí thì mình đã phát hiện ra cách để ăn gian và mình đã biết cách nhảy qua chỗ đấy rồi. Đó. Anh thông não bảo là bôi là thông cái kia chứ. Không, dầu ăn thông não là ai lại nghĩ cái trò vớ vẩn đấy. Khó nhảy với nhanh hai. Khó thật. Cái block này anh nghĩ là nó cao hai block hay gì nè. Ừ. Nhảy nhưng lên mà, bám tường. Nhưng mà lúc thì bám tường, lúc thì không phải bám tường nên là nhiều lúc mình cứ bị nhảy quá mất một nhịp à. Thế là mình lại bấm thêm một phát khác nữa là dễ bị rơi. Em hay bị vậy á. Mình đấy, mình không biết là mình có với tới được. Đó nha. Đó. Đấy. Timmy lùi tí, Timmy bấm nhảy lên xong rồi bấm đứt liền, bấm nhảy lên. Bấm nhảy lên trước rồi bấm đứt liền. Đó. Ok, qua được rồi. Siro của đời em ơi. Em tới rồi. Ôi rồi, em tới em chết luôn rồi.
đậu xanh, lựu tàn. Rồi em tới rồi nè. Đây là đi trước luôn hả? À rồi em đi trước cho. Ôi ôi anh ơi em nhảy bằng niềm tin đã, nó lát. Đậu xanh, lựu tàn, nó mắc đây nè. Khó nha. Kèo này khó nha. Ây da. Siro cũng mắc y như mình á. Lựu tàn. Ôi cái việc mình nhảy ra máy xay thì là điều kỳ tích đó hả? Phải ăn gà dễ mà. Anh gà thì mình nhảy cao hơn so bình thường. Trời ơi khó nha. Có cái nào đó mẹ hack cho mình ping thấp đi không? Giờ phải đợi hai ông bà kia lên, hai ông bà ấy bút chân con gà. Mình lỡ chơi dài mình không cầm gà theo rồi biết thích thì cầm gà theo. Để phòng những trường hợp này là nó do mạng chứ không phải là do mình đâu nha các bạn. Những chỗ này là do mạng á. Cái máy xay này nó bị giật là do mạng á. Để có nỗ một cái thôi anh ơi. Bút sức mạnh cho em đi anh ơi. Anh ơi. Qua đây em cho một ít dầu ăn rồi đó hả? Mình ôi trời ơi, một ít dầu ăn luôn hả? Một lít cũng không thể nào mà làm cái máy xay này nó dừng cái việc hút người lại, nó không nhảy luôn á, hơi khó nha, kiểu nó cứ bị mắc các bạn, cái này phải có gà, mình chịu hòa cái nhẹ này con, hàng bà cái vẫn chưa nhảy được mấy cái cục đi à, ăn gà nhảy cái cục thì dễ lắm mà, bởi vậy nhiều ông kêu tôi với ông Hùng kêu tôi solo bất cô đi, solo bất cô mà chơi hai người cho một map nó rồi, cũng không bằng, khó lắm, thế thì chủ phòng luôn có lợi các bạn. Ờ chỗ phòng có lợi hơn. Còn nếu không có máy xay thì nói chung thì nhiều khi nó vẫn cứ bất lợi à. Nói chung thì nó cứ bị lag này thì tùy vào lót. Các bờ lót bình thường không sao nhưng mà gặp mấy cái máy xay hay các thứ này nó đều hút mình vào à. Bắt mình dính lại luôn đấy. À biết lấy đà rồi, biết cách rồi. Vậy phải chấp cả lag luôn, nó mới sợ. Nó dằn mặt đó. Đó, úi giời ơi, vậy coi này được rồi. Ai đó cứu tôi đi. Nào bà đợt bạn này xây cao 2 lóc nè. Hai ông bà, hai ông bà kia đi lên đây bút cho tôi gà quay cái. Có gà quay tôi lên, tôi quăng luôn liền à. Xin lỗi Hùng nha, nãy anh cũng quên mang gà rồi đó hả? Đúng rồi, em với anh cũng quên mang gà. Sao phải quên hai anh em cũng cố tình không mang mà. Cái tội thể hiện. Thấy anh Siro không mang, mình cũng không mang. Xong rồi là mày, cái trường hợp cần dùng thì đéo dùng. Ôi giời ơi, nhảy gần qua rồi, lửu tàn. Giờ hồi nãy là kiểu sắp vô clip là anh định mang bắt gặp tay để chia sẻ để chúng ta có một cái đêm mặn nồng hơn đó mà quên mất tiêu. Được nha, hấp dẫn nha. Hôm nào mình mang sao vậy? Ôi tí em sẽ đến được với anh. Tin em đi. Yêu trao cho anh người là gì? Nên là mấy cái máy xay này nó nhảm nhí lắm, nó không chặn được em đâu. Các bạn nào mà hiện tại đang xem video của Hùng sẽ cảm nhận được tình yêu của Hùng đến với Siro. Hùng đã qua được máy xay trong trạng thái cực kỳ lắm. Okay. Trời ơi, thấy không? Tình yêu là nó bất diệt. Thấy không? Dẫu có bị nó dính đến mấy thì Hùng vẫn qua được thôi. Tình yêu bất diệt vãi đời. Hùng, em lại, đấy em đứng đi, đạp cho qua. Đứng đi, em đạp cho qua. Sao đâu, em đạp được nè, em đạp được mà. Rồi, em quen rồi, quen á. Đó, em qua được rồi. Đó. Thì như chỗ này mà không phải đánh đâu. Chỗ này là không phải đánh đâu. Hai lốc rưỡi nha. Chỗ này mình chạy bình thường lên được nhưng mà chưa có quen. Mình sẽ có một clip hướng dẫn sau mọi người. Rồi ngủ đi đó anh hai à, ngủ chung đi nè. Ngủ nào, nằm cái nhẹ nào. Hai bà kia vẫn chưa qua được cái chỗ mấy cái cục đá. Đậu xanh. Cái mắt này tính thời gian đó hai bà nội à. Một tiếng mà không qua được là coi như xong á, mà một tiếng mà cắt video là chết mẹ luôn á. Nãy giờ là 12 phút rồi đó bà. Trong này có quái. Trong này có quái, không phải đánh đâu anh. Cũng chạy qua thôi. Mình cứ thế mình đi qua thôi. Lựu tàn. Đánh nhau gì? Còn lấy chân hả? Đúng rồi, để chân thôi. Quái này nó không hút đạp. Ê, nằm tắm đi em chị. Chúng ta chưa có nằm ăn nằm với nhau. Đúng rồi, ăn nằm với nhau cái nhẹ coi. Thôi, vì tình yêu với anh mà em vượt qua cả mấy say luôn. Say sinh tố cũng phải rồi. Cái này là kiểu mắt phản chiếu nè. Mình phải nhảy theo cái bên kia kìa. Mà anh lười quá à. Ừ, thiệt. Lười tàn. Em cũng muốn ăn gian giống anh lắm chứ em nhảy hoài không được. Không, cái này cao có 2 lóc rồi, cái này cao có 2 lóc. Ừ, ăn gian được đúng không? Để em ăn gian. Anh đã ăn gian được. Tức là anh đã ăn gian được thì tại sao lại không ăn gian được? Em phải ăn gian với anh chứ. Chúng ta phải ăn gian với nhau chị. Ơ, sao không qua được? Thêm tí nữa rồi, ok. Đấy, chúng ta ăn gian với nhau luôn. Đã chơi kiểu nào là phải chơi kiểu đấy. Trừ sự trong này. Từ. Nhưng mà lần này nằm cách nhau quá, không sờ được tới. Cách xa quá, đút vô không có dừa đó hả, đút vô mới tới đó. Không có tới, của em cũng không có tới luôn. 50cm là hơi căng nha. Anh em dưới cùng nhau luôn. Biết không phải là cái gì đấy khó quá là anh xin nhảy chỗ nào là mình nhảy chỗ đấy luôn. Mình quyết tâm là mình dành trọn đời trai cho anh Siro rồi. Mình thành con gái được. Chắc mình dính ở đây luôn rồi đó quen thôi. Thôi anh bà có thể nhảy về chỗ ban đầu sau đó là đi đường PE.
thì ông bà mình sẽ gặp mẹ nghe, game. Nghe nghe Hùng nói xong rồi cái nghỉ game rồi nghe lướt miếp luôn hết trời. Không đừng, nên chơi giờ đừng, này nữa. Đừng có chạy à, thôi. Đừng có chạy nước về em nha. Sao vụ này mình sẽ ra và mình đích like trên nồi của Siro với lại Hùng Akira này. Em đang đợi Siro nhảy tới nè. Ôi cứ bye bảo bye. Cứ bảo là đợi thôi là lại rơi rồi. Hôm qua đem cho Hùng miếng. Có chịu nhờ. Đây là sức mạnh của việc bị chấn thương tinh thần đấy các bạn. Chấn thương tinh thần với đúng, 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 mày nói anh nổi da gà luôn đấy. Cái này là thôi mình cứ đi mình ăn thức ăn luôn anh ạ. Không cần phải... Ê, ôi xóa, thật sao lại đi ở đường đấy. Không cần phải... Em đi đây thấy khỏe không? À ừ nhé. Ờ. Nghĩ lại thì mình có thể đi lên mẹ nó cái gai này thì mình đỡ kích hoạt không? Anh xin lỗi hợp lý nha. Qua đây nào. Rồi ok, chúng ta vẫn 15 phút rồi các bạn à. Đậu xanh rớt mẹ là lửa tàn. Rồi. Ôi. Anh Siro bám tường cũng hụt. Trời ơi, quả nhiên là sức ảnh hưởng của Hùng quá lớn các bạn thấy không? Bình thường ông không bao bám tường hụt được, bám tường hụt 2 lần liền các bạn thấy không? Sức ảnh hưởng của Hùng quá lớn rồi. Quả nhiên là tình yêu nó làm tất cả mọi thứ trở nên thay đổi hoàn toàn. Đấy, đấy, Hùng nhảy qua, anh Siro mới nhảy qua được. Quá tuyệt vời. Perfect. À đây rồi, đến cái mê cung rồi các bạn ạ. Đến mê cung này chúng ta sẽ phải ăn gian. Chúng ta sẽ phải bắt đầu đi cùng à. Ăn gà vô. Tôi do là mình người chơi sảnh liên thông nên mình bị lag à. Nên là tôi nhảy biết nhảy nên tôi mới qua được á. Còn nếu mà không biết nhảy là ăn gà vô cố là qua thôi. Cứ nhảy liên tiếp nha. Cứ nhảy liên tiếp đi thế hả? Rồi. Ok đi thì đi baby. Rồi chúng ta như một số bạn gọi là đi so sánh mình với Hùng Akira đó thì biết clip này thì Hùng là nó với mình có mỗi người có một sở trường riêng đó hả? Mọi người đừng có đem so sánh nữa nha. Buồn lắm đó. Đúng rồi. Thì mình với Hùng cũng sắp về một nhà rồi nên là đem so sánh cái gì rất là mình đó hả? Người ta có lời người ta so sánh vợ với chồng đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ có một Evan nha. Đây là từ chúng ta sẽ có một Evan nha. Bạn nào đoán được là trong hai mình ai là vợ ai là chồng thì bạn đó sẽ được một suất đặc biệt dầu ăn mega 5 lít cộng với code skin free vĩnh viễn luôn nha. Thề luôn á. Ơ như cái này phải gạt à? Ồ, phải gạt. Rồi đến chỗ này là em chưa đi này. Bắt đầu từ chỗ này là mới với em luôn rồi ạ. Ố mẹ. Cứ gạt tắt từ khi nào mà cửa này mở thôi ha. Rồi, à mở thôi. Nằm lên này anh ơi. Từ từ anh nằm dưới, nằm trên. À từ từ anh nằm dưới, em nằm trên. Rồi, em nằm trên này. Để em nằm trên. Ố, ông nằm được. Rồi, nằm trên rồi. Hợp lý. Rồi. Mà tình yêu không chán kẻ. Ố, à em không nhìn thấy được. Trời ơi. Ố mà sao em không bay tới cái đấy nhở? À bị chặn đầu. Có đấy, có. Em chơi liên thông mà. Đúng rồi, nó không đẩy em lên. Lại cái giống cái họ lò xo kia rồi. Đấu phụ. Cái này thì phải đẩy 2 lần. Rồi xong. Theo như em nhớ thì Chết hoài. Nó cứ bị giật lại ấy. Chỉ có phát nào mà nó không giật thì em sẽ qua được thôi à. Em phải bấm chạy cơ. À, có em phải bấm chạy nhưng mà nè. Anh kiểu nó, anh nhìn này nó đẩy kiểu người mình không bay tới ấy. Đó, nó cứ bị mắc, nó bị dừng giữa chừng á. Cái mạng của cái game này khó chịu nha. Thề luôn, không phải do mình parkour hay không mà đơn giản là do game đó, nó đẩy ông tới này. Cái này không phải do trình, cũng không phải do mạng vậy đó, tại vì do vậy á, chơi game sẽ liên thông là cũng vậy à. Game nó bị sảnh liên thông, nó bị vậy nha các bạn à, không cố được. Đây nó đẩy không bay lên này, nó cứ không bay tới nè. Bình thường đúng ra cái này đẩy thì bay auto tới à, mình cứ chạy tiến là tới à. Là à đúng rồi, anh để chiếc xe mỏ qua đây nè, em bấm vào chiếc xe mỏ. Không bấm được, khó nhỉ. Đây nè, chiếc xe mỏ nè. Anh để được không? Nè anh đẩy qua nè. Đẩy qua được không? Đấy được à? Thấy không? Thấy xe mỏ chưa? Được à? Nè. Ờ được, hợp lý. Hợp lý. Ai trời ơi. Mẹ. Hợp lý. Hai mươi mấy. Mà trời ơi, sao mình không nghĩ ra nhờ. Mẹ, 30 phút, 15 phút mình để làm gì nhờ. Đậu ra anh đi thôi. Mẹ. Mà sao mình không nghĩ ra đẩy xe ra. Ôi vai. Video tấu hài. Ban đầu anh còn định đọc giường với mày rồi cơ. Video tấu hài chứ bắt cua gì anh yêu ơi. Ấy mày đẩy anh ơi. Ơ anh chết à? Ừ em đẩy anh xuống. Không phải lỗi tại em nha, tại cái xe lửa nó dừng ở đấy nha. Ôi đồ xanh. Mà thôi qua đi cái đầu đó. Mẹ hai tấm lần đấy. Sao không nghĩ ra sớm hơn nhở? Ở đây có đếm thời gian nên chắc các bạn biết là bọn mình không ăn gian về thời gian. Thật sự là bọn mình phải nhảy nhiều thế thật. Thật sự là rất là lâu. Nhưng mà trên video các bạn sẽ không được nhìn cụ thể. Ơ, thôi. Đến đây rồi. Đâu xanh.
Ôi. Thôi, chết luôn rồi. Từ đầu mà mình nghĩ ra thế là quá hợp lý rồi. Trời. Ừ, nghĩ ra được như từ đầu là hợp lý. Căn bản tại lag nhưng mà bấm vào mấy cái đấy thì được. Ấy, từ từ để em. Rồi, ok. Lady first. Em nhảy hai lốc lên đó. Ấy, không cần đâu. Em nhảy vòng qua. Nhảy hai lốc lên cho nó dễ đại ca, nhảy vòng dễ té lắm. Nhảy hai block nhưng mà nhảy với băng em không nhảy được anh à. Ấy, cái này nữa. Cái này anh nhìn thấy nó giống cái hình gì lắm á. Lại tưởng tượng bậy rồi nha. Cái này thì như đâu có bậy đâu. Cái này thì người ta xây như thế nào thì mình tưởng tượng như thế đó rồi đó hả? Tưởng tượng ông xây map không thích chiều này đâu nha. Ông xây ổng không biết tưởng đâu. Ông xây ổng bảo là một cái map này ngây thơ lắm luôn á. Xây cho trẻ con chơi mà. Khu vực chơi du lịch trẻ con nít. Ồ, lên đây rồi. Ơ, ây à. Sao mình ghét nhảy mấy khối băng ghê đó. Ừ đúng rồi, em ghét ghê luôn á. Ơ, mình phải đi đâu nhỉ? Ừ, đúng rồi, mình phải đi tiến tới đúng không? Nhảy nhầm đường rồi. Đây nè. Ôi, xong một hồi mình nhảy đường cho PC, mình cũng đã qua được đến nơi. Hiện tại mình đang đợi anh Siro. Anh đang nhảy băng. Ây trời ơi. Lựu tan cái thôi. Cái lúc mà mình leo tường thì nó không lên. Ờ. Cái lúc mà mình leo tường thì nó hụt đà. Mà cái lúc mà mình không leo tường thì nó lại không lên. Em nghĩ nhảy vòng qua thì hay hơn. Băng em ghét nhảy ghê luôn á. Nó cứ chân trơn rồi gì. Ừ, ôi trơn trơn. Không nhưng mà có một số tháng nó trơn thì nó lại khoái em à. Ấy một số thứ khác trơn nó cũng khoái. Em thích nha. Em không ghét đâu. Ê, đấy. Lại quá đà rồi. Trơn quá mình, tốt. Mình leo tường nó quá đà. Mà không leo tường thì nó lại không tới. Đúng rồi. Mình xíu. Đó cái đấy anh lùi lại xong rồi anh lùi lại tận cùng của khối băng là anh phi lên đấy. Anh bật hết đà là nó tới à. Không cần phải bám tường đâu. Cái đấy em nhớ là em nhảy không cần bám tường. Sao? À cái khối mà anh nhảy không cần phải nhảy hai lần đâu, nhảy một lần thôi. Anh giữ hết đà được, đúng rồi đấy, y như vậy đó. Đâu lên đâu. À anh phải giữ nút shift cơ. Anh bấm hai lần nghe không quen, anh giữ nút control đấy. Thì anh giữ nút shift đấy. À giữ nút chạy đó hả? Em không phải giữ nút chạy mà. À không phải giữ nút ngồi đâu anh ơi, giữ nút ngồi không lên đâu. Giữ nút chạy nhanh cơ, đừng ngồi nha. Ấy, nãy giờ anh toàn ngồi hèn chi nó không lên. Ngồi lên sao được, anh hai à, bấm giường luôn, chơi đểu. Hèn chi đó hả, nhảy qua chỗ này mình toàn bấm ngồi thôi. Chỗ này là phải nhảy vòng rồi nha. Ôi, anh vừa được qua luôn hả, chỗ này em nhảy hoài không qua được tường, cái là em nhảy vòng. Nhảy dễ mà, má gì đang hai lốc nhảy dễ mà. Gì đang lùi lại một cái anh nhảy phát được luôn. Qua đây này anh hai à. Anh yêu, okay. Anh yêu chứ lợn. À, có đường tắt nè, mình đi đường tắt luôn không? Nhưng mà cái đường này đi như thế nào? Hình như là từ hình như là mình nhảy với cái này lên nó có cái đá trượt để nó nảy kìa. Đây nè. Té. Ok thì như các bạn thấy đó, mình với Hùng là mỗi người một sở trường riêng đó. Hùng thì nó nhảy rất là cẩn thận, còn mình thì chỉ biết cái leo tường thôi, nên là đừng có đem so sánh nữa đó hả anh hai à, khó chịu lắm đó. Quan trọng là bọn mình yêu nhau đến nơi rồi, các bạn cần đúng rồi để ý. Sao mấy cái khối này ớ mẹ anh còn chưa thiệt thuật đường mấy cái khối này nữa à. Cái chỗ đấy nha, anh nhảy lên cái khối đó, đó, sau đó anh phi thẳng xuyên qua cái đá di chuyển thì mới lên được. Ừ, phi thẳng qua, lùi lại một tí, anh lùi lại cái cạnh đi. Ừ, rồi, thì được. Úi giời. Ờ, không, anh phi đến lên cái ván này nè, nó có một cái ván này nè, anh nhìn thấy không? Đó, đâu? Một cái ván 4 block nè. À. Ừ, bay từ đó đó. Vãi. Ông tính làm siêu nhân, ông bay phát 3-4 chục block lên luôn. Anh cũng đang tính kìa, định bay một phát qua luôn. Tới nào được, rồi lấy đà phi thẳng qua đây nè. Ôm này, ôm cái. Đấy, ôm à, thì đó là vậy. Rồi. Cái này nhưng mà nếu mà mình chân gian là mình lên giường cái này này. Phi lên luôn, phi lên luôn. Xong rồi mình phi lên luôn này, nhưng mà em không nhảy được. Khó lắm. Sao vậy? Em không có gà là em không nhảy được. Cái này 3 block. Ờ 3 block mà. 3 block cũng quen. Nó cũng ngang nhảy 4 block luôn. Nhảy đi. Đây được rồi. Ờ đó, nó cứ bị hơi thiếu đà một tí rồi. Ừ, hơi thiếu đà thật. Ờ nhưng mà sao mấy cái này nó không chạy nha? Mấy cái ừ, mấy cái này nó xây để mình phải nhảy lên mà nó không cho mình, nó không chạy đâu, nó bị lỗi rồi. Lỗi á? Ừ, bị lỗi rồi. Giờ chỗ này thì nếu mà anh muốn qua thì bắt buộc là anh phải ăn gà với em thôi. Ăn gà nha. Ăn gà xong rồi là chết cái gì cho nó hết gà. Có sao đâu. Ok. Bắt buộc thôi. Lỗi kỹ thuật map mà. Mình phải ăn gà thì bắt trường lên này. Thấy là trước giờ tôi chơi map là không bao giờ ăn gà. Nhưng mà đây là lỗi kỹ thuật đó các bạn. Map này nó bị nó lỗi nhiều lắm. Nó ghi đủ tôi phải ăn gà rồi. Ấy. Đây này, anh nhảy lên giường này đúng rồi. Khi ra bám tường là xong thôi. Đó. Ok, lần này thôi nhá. Qua nốt đoạn này là anh chết nha. Lần này thì chết. Làm siêu nhân. Mỗi lần này thôi nhớ, mắt lỗi mà. Rồi, qua đây thì chúng ta chết cho mất gà đi. Đã đi bên Siro là chúng ta phải không được phép ăn gà bằng mọi giá luôn. Rồi, đâu rồi, đây rồi. Rồi, lưu đã, chết này. Rồi chết. Tại vì mắt lỗi thôi đó hả, mấy đại ca thông cảm đi. Cái cục đấy nó không bắn này là sao vậy hả? Hả?
bắt đầu bị ăn gian nữa. Đâu bắn thì làm sao nhỉ? Ông ấy làm chắc là bị lỗi máy móc rồi. Không sao chúng cả. Ta chơi với nhau chúng ta phải có bắn cái gì đó ra mới được chứ. Nếu mà không bắn là bất lực cả nhà. Đúng rồi, không bắn người ta gọi là yếu sinh lý đó. Em không thích một người đàn ông không bắn được. Trời ơi, lại đến cái chỗ này. Chỗ này là cái chỗ chung rồi. Nó có một cái đường khó và một cái đường dễ và đường bình thường. Thì cái đường khó này chắc bây giờ dành cho anh Siro thôi, chứ mình không đi lại cái đường khó nữa, mình không muốn nhảy lại 45 lần nữa các bạn ạ. Thiệt. Anh bay lên với cái lá này này, đó. Thôi, chắc đường khó này sẽ dành cho anh vậy, nhảy qua bên trái nhảy bên phải này, cái này thôi em ăn rồi. Ôi thôi, trời ơi. Cả đánh chết ông rồi. Anh bấm vào giường không kịp. À, đồ rồi. Lửu tàn rồi. Nhảy lên với cái lá sen đi anh. Dễ. Ờ nếu như mà chỗ này nó để nhiều cá, nhiều mấy con cá kia thì hợp lý hơn nhỉ. Còn để có còn. Rồi, đường khó này là dành danh rồi, đây này. Nếu ai là fan thứ 9 của Siro sẽ biết kỹ năng này. Ôi, một lần qua luôn đậu xanh. Chỗ này mình nhảy rùa, 5-6 lần mới qua. Vãi đái. Ờ, mình... Đấy, mọi người thấy tôi bạn thấy không? Skill bấm tường hơi, còn mấy cái skill mà đi lên mấy khối này đi nó đậu luôn á. Các bạn thấy không? Bị Hùng làm ảnh hưởng tâm lý, mấy cái chỗ nhảy rất là dễ thì lại không qua được. Còn chỗ gió khó ông nhảy lần hôm qua kìa. Đó, mấy cái chỗ này ai nhảy được nha. Vốn rớt hoài. Hai lần liền rồi đó, có 3 block thôi đó. Cái chỗ bán tiền đấy thì nó chỉ khó mỗi hai cái khối trên cùng thôi. Cô đây này, em đi đường dễ rồi. Tự nhiên hôm nay vô chơi với Hùng cái nó gạ chịch mình xong rồi giờ cảm thấy mình gà đi hẳn rồi, không nhảy nổi nữa rồi, không nhảy nổi rồi. Và nhất là mình hợp nhau phát hiện này, hay da, hiểu nhau được rồi. Tôi cũng không biết đó, là cái cảm giác nó chặn đầu là cái nào nữa, chặn đầu rồi. Ừ. Chỗ đó khó lắm luôn á, chỗ đó nhảy lại. Đúng rồi, chỗ đó nhảy 45 lần luôn á. Chúc anh may mắn nha. Ừ, chúc anh may mắn nha. 45 lần có gà quay luôn á. Mình sẽ xem anh Siro nhảy trong vòng bao nhiêu lần để xem mẹ sự khác biệt trình độ nó là vô lớn đến như nào. Mình nhảy đến 45 lần rồi đấy. Đó cái chỗ đó đó. Ôi thôi, khó thiệt, nó chặn anh 2 block không phải 1 luôn. Ừ, nó chặn 2 block ở đây khó chịu này. Ừ, đó, chỗ đó em than khó làm gì vậy đó. Cố lên anh. Trong 16 phút thì chắc là anh làm được thôi. Ồ, ui ôi, 4 lần đậu xanh, mình nhảy 45 lần. Mà có cái gì đấy sai sai ấy các bạn ơi. Thế có cái gì sai sai á. Mình nhảy 45 lần cần gà quay, đậu xanh ống nhảy 4 lần không cần gà. Thôi, chết tôi. Thôi được rồi, ông thế là ông nhảy lại. À, đâu anh có lưu game rồi mà đúng không? Ừ, có lưu game rồi, may quá. May quá, nhảy lại chỗ đấy nữa là chết. Cái chỗ đây cũng khó chịu thiệt, nhảy vòng vòng vòng, nhảy vòng 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 chặn đầu nữa. Chỗ đó công nhận khó chịu, nhưng qua được chỗ đó là dễ rồi. Đó, với chỗ đó khá là dễ thôi. Em lên đây trước vậy. Ê, không nhìn thấy đường. À, chỗ này là bay tới đích luôn rồi. Đứng đây đợi cùng bay đến. Có đua đâu mà. Đua gì mà mình chạy đường màu trắng dễ thế này mà. Trời ơi, sao vậy? Cái chỗ này nhảy qua thế nào? Đấy các bạn thấy không? Những cái chỗ nào khó nhất ông nhảy vài lần qua, những cái chỗ dễ nhất thì ông chết hoài luôn đó. Mấy chỗ mấy cái máy xoay này nhảy dễ mà. Ơ anh win à? Ơ thế mà anh chém gió. Trời ơi, má anh lừa. Hả? Lừa chi? Ơ em tưởng anh win rồi, sao em nghe tiếng pháo hoa là em nhảy xuống đây? Trời... có đâu. Thế à, từ nãy tự dưng nãy em nghe tiếng pháo hoa đúng không? Anh nghe tiếng pháo hoa mà. Bậy rồi, không bậy rồi. Bên em nghe tiếng pháo hoa, thế là từ dưng em nhảy xuống em win rồi. Mà tôi kể đi, cái này cũng có sao để ăn đâu. À có sao này. Ngồi đích đợi anh vậy. Tại sao nhở? Tại sao mà em vừa nghe tiếng pháo hoa? Đúng chính xác luôn. Nghe tiếng pháo hoa nên em tưởng anh nhảy tới rồi. Ơi là té. Trời ơi, mấy cái khối thôi ông té. Bán tường rõ khó hôm qua. Đấy, bạn thấy không? Nó sở đoạn của Siro là dễ bị gái chú. Ở đấy, anh thấy không? Nó tự nổ nè. Đâu? Chỗ nào? Anh vừa nghe pháo hoa không? Nó tự nổ nè. Mày lại chơi anh, mày là biết cái máy của anh là nó động hay được. Nào thế à? Đầu xanh. Ừ. Em cũng bây giờ đâu nghe tiếng gì đâu. Nào thế à? Em không biết nè. Anh phi tới đây nè, em đỡ nè, em đỡ nè. Đỡ em đỡ. Tùm. Ơ không nổ đấy. Thằng này có con gái gì đây? Đó. Bây giờ. Ủa tự nổ. Ừ, đúng rồi, đây là cái này cảm biến này anh. À, cảm biến à, đúng rồi, cảm biến. Chúc mừng bạn đã thắng mắt của mình, bạn hoàn thành mắt của mình trong vòng bao nhiêu giây dưới đây lại phần bình luận nha. Vâng. Khi mà hai thằng bắt cua hàng đầu cộng đồng mà nhảy 46 phút thì nhục thế. Nhục vãi cả đôi luôn. Nhưng mà nói chung là do lỗi game phần lớn đấy các bạn. Ngoài việc review mát thì cũng là vì cứ phải nhảy đi nhảy lại cái chỗ lỗi. Đó.
cũng may qua được rồi thì ai ăn sao nhỉ, ai ăn sao được. Ok thì có lẽ video của mình sẽ kết thúc đây thôi. Nếu như các bạn thích thì có thể để một like, đăng ký và bấm một cái chuông để nhận thông báo mới nhất về kênh của mình cũng như là của anh Siro Official hay còn gọi cái tên là bé Siro 1 tuổi nha. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và chúc mọi người tốt lành. Mình đi viết tên Siro đây, đêm rồi mặt đồng nào. Rồi rồi cũng vừa hết chai dầu ăn rồi đấy em ơi. Thì chúng ta cũng đây rồi, nếu các bạn thích thì để lại một like, một share, một comment cũng như một subscribe cho kênh YouTube của bé Siro 1 tuổi cũng như kênh YouTube của Hùng Akira để mình với Hùng Akira sẽ tiến đến một hôn nhân tốt đẹp, không phải là một hôn nhân đổ vỡ. Thì cái chai dầu ăn thì bây giờ nó cũng gọi là cạn sạch rồi, cũng đã thay qua thằng nhất cắt trôn luôn rồi. Rồi thì video này kết thúc, cảm ơn mọi người đã xem, bye bye.